các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Hồi sinh Jupiter trong một cái bản độ chất như nước cất. Yamaha Jupiter độ dưới đây được khoác một cái bộ tem đầy thể thao, kết hợp cùng phong cách đồ chơi nhẹ nhàng và bố trí cũng đầy tinh tế đã giúp cho em nó lột xác và hoàn hảo hơn, giá trị hơn, thẩm mỹ hơn. Sau khi vừa up lên mạng xã hội, cái chiếc xe này đã hút rất nhiều cái sự quan tâm từ những biker gần xa. Và đây là cái chiếc Jupiter độ show dáng ở cái bãi Cát Bàn. Khoác trên mình cái dàn áo full đen kết hợp cùng với chi tiết là tem rất là bật đã tạo ra một con xe đẹp thẩm mỹ hơn. Bên cạnh đó, chủ nhân còn được trang bị thêm một vài chi tiết đồ chơi để tạo ra cái sự ấn tượng cho chiếc xe cưng. Điển hình như ở cái dàn đầu, chủ nhân đã trang bị thêm một cái led chợ sáng nằm ở bên dưới bộ đầu xe để tăng thêm cái lượt ánh sáng mạnh hơn cần thiết khi đi trong những cung đường tối. Vị trí thiết kế cái đèn cũng rất ấn tượng, không làm cho xe xấu đi mà không lộ quá nhiều cái dây điện hoặc là những chi tiết cắt chế là hoàn hảo. Nhìn vào dàn chân trước, thấy những góc ảnh quen thuộc của bộ chỉ dầu Morin được kết nối với heo Nissin nguyên bản. Bên cạnh đó còn cái đĩa trước của Resboy, cái size là 220mm bằng với cái đĩa zin nên chủ xe không cần chế cháo lại phát heo dầu cũng rất là tiện lợi. Xung quanh cái dàn chân còn được tạo màu bằng lọt ốc Rizoma kết hợp cùng với cái tán Titan vô cùng đẹp mắt. Sậu cable của cái dòng là Exciter 135 năm số được làm cái cổ vòng bên riêng cho cái chiếc Jupiter sử dụng, trong khi xe cấu hình là đẹp hơn, hàm hổ hơn. Cái dụng hệ thống treo của Resboy được sơn cái lò xo xanh Nissin là cực kỳ bật. Cấu tạo ti phục cùng với lò xo lớn hơn đem lại cái sức tải nhiều hơn và chống sàn lắc cũng rất tốt cho cái dàn chân sau của chiếc xe. Mảnh ghép làm nên cái sự thanh lịch cho bản độ này là bộ mâm Resboy 8 cây siêu hiếm hiện nay. Ngày xưa anh em chơi xe thường dụng là cái bản 5 cây là chính. Tuy nhiên, vào những năm gần đây bỗng nhưng là 8 cây khó trở lại, khiến cái dòng mâm này được đẩy giá cao là bút trời. Exciter 135 sắc tím trải dài ở cánh đồng lúa xanh biếc. Cái Exciter 135 là một dòng xe nó tiếp hệ sau này của Exciter 2010. Không có quá nhiều đổi kiểu dáng bên ngoài, vóc dáng, góc cạnh, thậm chí thao. Từ lúc ra mắt đến nay, cái chiếc Exciter 135 đã lại ấn tượng tuyệt vời cho cộng đồng chơi xe. Chưa hài lòng kỹ sủ em nó, nhiều tay độ đã sẵn sàng sáng tạo bằng những món đồ chơi để ấn tượng, từ nhẹ nhàng đến mẻ. Tương tự vậy, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái chiếc Exciter 135 độ kiển ở dưới đây. Nói lên cái sự nhẹ nhàng ở đôi cánh màu tím và đang đội dáng ở con đường trải dài hai cái cánh đồng lúa xanh biếc. Khoác trên mình bộ cánh nhẹ nhàng, một cái màu tím là thủy chung. Phần đầu được trang bị vài món đồ chơi kiển như là kính Rizoma, tay thắng kiển v.v. Đờ mi ở một nạ được độ lại led. Ốc rô ti dính chặt ở còng bợ đầu đầy nó bật. Cái cụm tăng UMA racing giúp cho em nó dài tóc nhanh hơn. Dàn chân đầy cứng cáp với mâm Resboy 5 cây cùng với cái đĩa Galfer, cái dòng Morin nó bật với cái màu xanh lá. Cánh trái ở cái dàn lốc máy thu hút ánh nhìn bởi ốc lửa Titan. Cần số 2 chiều được trang bị giúp việc sang số trở nên thoải mái hơn. Đĩa tải nhôm CC ánh vàng. Ốc vươn điểm Titan ở khắp mọi nơi. Cái dòng Morin, cái màu xanh lá. Em nói về mái trường xưa với cái version mới là đôi cánh trần trụi không tem. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là kế tiếp nhớ like, subscribe.